The Upside Down Window (cửa sổ lộn ngược). Nếu bạn từng leo qua cửa sổ, đầu tiên hãy kiểm tra đảm bảo cửa sổ không lộn ngược hoặc có thể bạn sẽ lạc vào một thế giới khác lạ nơi mọi thứ đều đảo ngược. Nếu bạn đi bộ với đôi chân của mình trong không khí đầu của bạn trên mặt đất thì tóc của bạn sẽ cực kỳ bẩn nhưng đôi giày của bạn sẽ được kéo dài hơn. Nếu bạn đi ngược lại, phải chăng bạn sẽ đến nơi bạn đã rời đi và không bao giờ biết được nơi bạn sẽ đi; bạn sẽ phải đưa những người trưởng thành đến trường và mắng họ khi họ nghịch ngợm. bạn sẽ phải ăn rau cho món trái miệng nhưng có thể ăn bánh, bánh quy, kem và kẹo cho bữa ăn sáng trưa và tối; bạn có cảm thấy hạnh phúc khi bạn quẹt ngón chân hay lột da đầu gối; bạn sẽ khóc và cảm thấy buồn khi bạn có một món quà sinh nhật hay một kỳ nghỉ thêm từ trường học không. Một chú chó hãy dắt bạn ra ngoài đi bộ và không cần ở trên thảm. Bạn sẽ đi đến cửa hàng cắt tóc khi tóc của bạn quá ngắn và người thợ cắt tóc sẽ làm cho mái tóc của bạn dài hơn. Bạn sẽ thức suốt đêm và chỉ ngủ vào ban ngày. Bạn sẽ ra bài cho giáo viên của bạn và làm bài tập về nhà (không để cho họ nói chuyện và không có sự cho phép) và làm cho họ làm hết thời gian khi họ nghịch ngợm nếu vậy bạn nên cẩn thận và suy nghĩ kỹ trước khi bạn leo qua một chiếc cửa sổ lộn ngược rabbi by... nhi nguyễn